Thanh Ráo cùng với thạc sĩ bác sĩ Lê Vũ Tân xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Thanh Ráo cùng với bác sĩ Tân sẽ thực hiện chủ đề là gắn bi dương vật có thật sự giúp tăng khoái cảm hay không? Và để quý vị hiểu hơn là gắn bi dương vật có thật sự tăng khoái cảm hay không, hay là nó để lại những hệ lụy gì, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Lê Vũ Tân. Dạ vâng, xin được mến chào bác sĩ Tân ạ. Vâng, chào Thanh Ráo và toàn thể quý vị khán giả của chương trình Hỏi Đáp Nam Khoa. Dạ thưa bác sĩ Tân, để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Thanh Ráo muốn hỏi bác sĩ là gắn bi dương vật hiện tại ở Việt Nam chúng ta có phổ biến hay không, và có thật sự là sau khi gắn bi dương vật thì nó giúp tăng khoái cảm trong cái việc quan hệ tình dục hay không ạ? Cái việc gắn bi á hay là gắn dị vật và trong dương vật hiện nay nó rất là phổ biến rồi. Bởi vì sao? Có rất là nhiều bạn tìm đến bác sĩ Tân hỏi về dịch vụ này ha. Thì để minh chứng cho cái việc mà gắn bi ngày càng phổ biến thì anh sẽ kể cho Ráp nghe cái câu chuyện của bản thân anh. Dạ. Là khi mà sau khi dậy thì á ha, thì lúc đó thời điểm đó anh không hoàn toàn anh không hiểu tới cái việc gắn bi là gì. Dạ. Và cái khái niệm gắn bi khi mà anh đi thực tập lâm sàng á ha, mà anh khám hoặc là anh thấy trong phụ mổ anh thấy những cái trường hợp mà gắn bi thì bạn bè của tụi anh gọi là xì xầm với nhau ở gắn bi là gì, đó là gắn cái viên như vậy đó, và không hình dung được là cách làm như thế nào. Mà còn hiện nay thì sao, các bạn trẻ rất là rành về cái thủ thuật này rồi. Yeah. Bởi vì khi mà lên mạng tìm hiểu thì rất là dễ dàng ha, nào là hình ảnh dịch vụ rồi kể cả những cái video về vấn đề này nữa. Còn cái câu hỏi thứ hai á, khi mà Ráp hỏi anh là việc gắn bi nó có đem lại khoái cảm cho người phụ nữ hay không, thì theo ghi nhận của anh trong cái lúc mà ngồi thăm khám và tư vấn những cái trường hợp này ha, thì đa phần những cái người phụ nữ họ sẽ không thích cái việc mà người bạn trai hay người chồng của mình gắn bi đâu. Yeah. Một số ít những cái người phụ nữ, những cái người mà gọi là họ thiên hướng là họ thích cái việc mà quan hệ cảm giác mạnh hơn một chút đó, thì họ sẽ hứng thú cái việc mà người chồng hay người bạn trai của họ phải đi gắn bi. Dạ thưa bác sĩ Tân, vậy thì cái loại bi gắn vào dương vật là bi như thế nào, chất liệu ra sao và kích thước thì như thế nào thưa bác sĩ Tân? Khi mà bác sĩ Tân á mà tìm hiểu về cái dịch vụ này ở trên mạng ha, thì mới thấy là trời, nó gọi là vô vàng những cái kích thước hoặc là những cái giá cả ha, và dịch vụ cũng khác nhau luôn. Thì cái viên bi quý vị sẽ hình dung như vậy nè, đó là những cái viên có thể là hình tròn hay là hình trụ, mà những cái góc cạnh sẽ được mài nhẵn hết rồi ha, và sẽ được đặt vào bên trong của cái cậu nhỏ của chúng ta. Thì cái vị trí đặt á là nó nằm giữa cái phần da và một cái phần sâu nữa, đó là cái phần mà bao trắng của cái thể hang. Thì cái giá cả của cái, những cái viên bi này á, nó dao động rất là khác nhau, nó tùy thuộc vào cái kích thước của viên bi nữa ha. Có viên bi hình tròn nhỏ thì cái kích thước nó sẽ tương đối rẻ hơn, những cái viên bi to hơn thì cái kích thước nó sẽ cao hơn. Rồi những cái viên bi mà chất liệu nó bằng là thủy tinh hoặc bằng nhựa thì nó tương đối rẻ ha. Còn những cái viên bi mà chất liệu cao hơn, chẳng hạn như là nó bằng vàng nè, hoặc là bằng ngọc trai vân vân, thì giá cả nó sẽ rất là dao động từ khoảng mấy triệu cho tới 10 triệu một viên nữa ha. Rồi thì cái phẫu thuật đặt cái viên bi này vào á, một cái điều đáng buồn là hầu hết không được tiến hành tại những cái cơ sở y tế chính thống, mà sẽ được làm ở những cái phòng không chính thống thôi, hoặc là làm những cái dịch vụ tại nhà vân vân. Thì quý vị thấy như vậy sẽ rất nguy hiểm. Dạ, vậy thì hiện nay các cơ sở nam khoa chính thống cũng như là các bệnh viện trung tâm thì có thực hiện tiến hành làm gắn bi vào dương vật hay không ạ? Như cơ sở của bác sĩ Tân đang công tác đi ha, thì thật sự á thì chúng tôi không có phẫu thuật gắn bi, bởi vì đó là nó không có nằm trong cái danh mục những cái thủ thuật của Bộ Y tế để tiến hành trên người bệnh, mà chúng tôi chỉ tiến hành phẫu thuật tháo viên bi ra mà thôi ha. Và thật sự quý vị sẽ hình dung á, gắn bi thì rất là dễ, chỉ tốn chắc khoảng là 5 phút đổ lại mà thôi. Còn những tháo những cái viên bi và biến chứng những viên bi này á, bởi vì nó là quá trình viêm nhiễm áp xe và nó gây gọi sưng tấy hoặc là viêm dính mô xung quanh rất là nhiều, và đòi hỏi chúng tôi phải phẫu thuật rất là lâu. Một cái viên bi mà lấy ra phức tạp đó, có thể lên đến khoảng 1 cho tới 2 tiếng. Chính vì là các trung tâm nam khoa chính thống không hề thực hiện dịch vụ này, nên là các cái phòng khám nhỏ lẻ hoặc là những cái phòng khám Trung Quốc hay là các dịch vụ mà họ làm tận nhà thì họ rất là rộ lên. Và nam giới chúng ta cũng thực hiện điều đó, có nhiều người tận nhà theo quan sát trên TikTok hoặc là trên Facebook đó, là có nhiều người họ đến tận nhà hoặc là thuê khách sạn để mà họ gắn bi luôn. Vậy làm cái việc như vậy thì nó có nguy hiểm gì cho nam giới chúng ta hay không ạ? Khi mà chúng ta phẫu thuật gắn cái viên bi này vào trong cậu nhỏ của chúng ta đó ha, thì chúng ta đòi hỏi phải có nguyên tắc vô khuẩn. Vô khuẩn là vì sao? Bởi vì bất cứ một cái dị vật nào đưa vào cơ thể chúng ta, nếu chúng ta không kiểm soát quá trình vô khuẩn nó nhiễm trùng á, thì nó sẽ có rất là nhiều nguy cơ là
gây viêm nhiễm, những biến chứng ở vùng da xung quanh hoặc là những cái mô xung quanh của cậu nhỏ chúng ta. Thì cái trường hợp mà Ráp hỏi bác sĩ Tân là khi mà đặt những cái viên bi này vào ở những cái cơ sở không chính thống hoặc là đặt tại nhà, thì cái nguy hiểm nhất đó là cái việc nguyên tắc vô trùng. Nếu chúng ta không tuân thủ kỹ thì sẽ rất là dễ nhiễm trùng cái viên bi này ha. Và nếu mà nhiễm trùng này lan rộng hơn sẽ đưa đến nguy cơ là gì, chúng ta phải cắt bỏ toàn bộ da đó và điều trị kháng sinh rồi phải phẫu thuật ghép da lại, rất là phức tạp ha. Cái nguy cơ thứ hai là cái nguy cơ sẽ lây truyền các bệnh lý ha. Những cái bệnh lý như là viêm gan, HIV, nếu cái dụng cụ mà gắn viên bi đó chúng ta không tiệt trùng kỹ thì khi mà nó gắn vào như vậy sẽ có nguy cơ là gì? Cái bệnh lý này nó sẽ lan truyền từ người bệnh nhân này sang người bệnh nhân khác. Dạ vâng, thưa bác sĩ Tân, vậy thì trong quá trình thăm khám và điều trị của mình thì bác sĩ Tân có nhận thấy là những cái trường hợp nào đến thăm khám về cái biến chứng sau khi gắn bi vào dương vật này chưa? Thật sự á, cái khoa nam học của chúng tôi là một cái nơi tiếp cận và xử lý rất là nhiều những cái trường hợp mà biến chứng trên cậu nhỏ ha. Thì cái việc mà gắn bi xong biến chứng cũng là một cái vấn đề, không? Thì có rất là nhiều những trường hợp sau khi gắn bi xong đến gặp các bác sĩ nam khoa để mong muốn được giải quyết lấy cái viên bi này ra. Thì có hai lý do. Thứ nhất á, là cái lý do là sau khi mình gắn bi không có nói cho người bạn tình hoặc là người vợ của mình biết, thì khi mà về gần gũi vợ thì vợ cảm thấy là không có chịu được cái cảm giác có cái viên bi như vậy khi mà quan hệ, thì vợ nói là bây giờ anh phải đi lấy ra viên bi này ra, còn nếu không thì chị sẽ cự tuyệt, không có muốn quan hệ tình dục nữa. Thì những trường hợp này đến để phẫu thuật lấy viên bi này ra, thì những viên bi này may mắn là nó không có viêm nhiễm thì lấy ra rất là dễ dàng ha. Còn cái bệnh cảnh thứ hai là những cái trường hợp đến khám bởi vì sao, cái chỗ mà gắn bi ấy, nó trở nên sưng tấy lên hoặc là nó có một cái lỗ nhỏ mủ ở trong đó nó trào ra ha. Thì những cái trường hợp này thì chúng tôi phải đòi hỏi là phải điều trị kháng sinh và sau đó tiến hành phẫu thuật. Những trường hợp này phẫu thuật thì phức tạp hơn rất là nhiều, bởi vì sao, cái viên bi nó gây nhiễm trùng và cái mô xung quanh nó cũng bị nhiễm trùng, nó viêm dính rất là dữ dội, đòi hỏi chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật bóc tách rất là cẩn thận để không tổn thương những gốc trúc mà sâu ở bên trong của cậu nhỏ. Thưa bác sĩ Tân, bi gắn vào dương vật thì có rất là nhiều chất liệu, như bác sĩ Tân vừa chia sẻ là vàng cũng có, ngọc trai cũng có, hay là nhựa hay là inox. Vậy thì khi mà chúng ta gắn bi vào dương vật như thế thì để lâu ngày thì nó có dẫn đến những cái tình trạng như thế nào ạ? Bất cứ một cái vật lạ nào khi mình đưa vào cơ thể chúng ta nó sẽ gây một cái kích ứng, không? Thì cơ thể chúng ta có một cái cơ chế tự bảo vệ rất là hay, đó gì, nó sẽ đào thải những cái vật lạ khỏi cơ thể chúng ta. Thì cái viên bi, đặc biệt những cái viên bi mà nó không được xử lý vô khuẩn á, nó sẽ rất là dễ gây kích ứng và gây nhiễm trùng. Thì những trường hợp nếu mà các bạn may mắn không có gây kích ứng và nhiễm trùng những viên bi này thì các bạn có thể để viên bi đó và sinh hoạt chung với nó. Còn những cái trường hợp mà các bạn đặt vào mà nó gây những cái biến chứng là kích ứng nè hay là nhiễm trùng ở cái vùng đặt á, thì buộc chúng ta phải phẫu thuật lấy ra thôi, chứ không có cách nào mà rồi chúng ta điều trị thuốc và để giữ viên bi đó cả. Vậy thì cuối chương trình, bác sĩ Tân có những lời khuyên nào dành cho nam giới trong việc mà các anh chúng ta đang có ý định đi gắn bi vào dương vật hay không ạ? Cái việc gắn bi hiện nay á, nó có vô vàn những cái cơ sở khác nhau với giá cả khác nhau ha. Và nếu các bạn quyết định gắn bi thì các bạn hãy chú ý hai điểm quan trọng như sau. Thứ nhất á, chưa hẳn là cái việc chúng ta gắn bi xong thì sẽ tăng cái khoái cảm cho người phụ nữ của chúng ta đâu ha. Biết đâu cái việc chúng ta gắn bi sẽ khiến cho cô ấy khó chịu và chúng ta phải phẫu thuật tháo viên bi ra sau đó đó ha. Cái việc thứ hai là nếu các bạn chọn lựa một cái nơi để gắn bi, các bạn hãy chọn lựa những cái chỗ thực sự uy tín và hãy đảm bảo công tác vô trùng. Và các bạn hãy phải hiểu rằng là chúng ta phải chấp nhận cái nguy cơ nếu chúng ta có sự viêm nhiễm, có cái biến chứng từ cái việc gắn bi á, thì chúng ta phải trải qua một phẫu thuật, có thể phẫu thuật rất phức tạp để tháo bỏ cái viên bi này ra. Nó phức tạp hơn rất là nhiều so với việc chúng ta rạch một cái đường rất là nhỏ đặt viên bi này vào. Dạ, cảm ơn sư Tân. Thưa quý vị, như nãy giờ Thanh Ráo cùng với bác sĩ Tân chia sẻ thì việc gắn bi vào dương vật nó không thể giúp bà tăng khoái cảm cho bạn tình của mình. Ngoài ra thì nó còn có thể dẫn đến những cái bất cập về sau đến cái dương vật, cái cục quý của mình. Vì thế các anh em chúng ta nên cân nhắc kỹ trước khi làm việc này. Cảm ơn sĩ Tân đã nhận lời tham gia chương trình. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thân ái chào và hẹn gặp lại.